một Phật tử tại gia có thể giữ nhiều giới được chứ trên năm giới, và có thể giữ giới như vị xuất gia được không? Nếu như quý vị giữ được nhiều hơn năm giới thì đó là điều tốt. Còn muốn giữ giới như vị xuất gia thì quý vị giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chẳng qua là chắc chắn là quý vị không thể nào giữ được 227 giới, bởi vì có những giới là chỉ áp dụng cho vị tỷ kheo thôi. Ví dụ như cái giới thuộc về mặc y nè, quý vị cư sĩ đâu có mặc y được, thì những giới đó đương nhiên là quý vị không có làm được rồi. Rồi những giới liên hệ đến sự Bồ Tát nè, những giới liên hệ đến tăng sự nè, quý vị cũng đâu có làm được. Cho nên là giữ thì giữ được nhiều thì tốt thôi, mà làm được đi rồi hẳn nói, chứ còn mình nói nhiều thì rất là khó làm.